trạng đau nhức lưng, mỏi vai gáy ảnh hưởng đến sức khỏe. Xin giới thiệu gối massage hồng ngoại Tayako, thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình, thiết kế nhỏ gọn, mang đi mọi nơi, đặt được nhiều vị trí như phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, ghế ô tô. Chất liệu da PU siêu bền cùng hàng ngàn lỗ thoáng khí, êm ái. Massage thoải mái tại nhiều vị trí như massage vùng lưng, massage vùng cổ, massage vùng eo, massage vùng chân, massage bụng. Thì ngày có cái massage Tayako này thì mình đã giảm thiểu hạn tích triệu chứng đau nhức. Đa năng với 3 chế độ. Chế độ đảo chiều với 20 con lăn, massage linh hoạt, xoa bóp đảo chiều luân phiên, mô phỏng kỹ thuật xoa bóp như bàn tay người, chân thật. Ngăn ngừa bệnh thoát vị đĩa đệm, đau cuộc sống, nhức mỏi cổ vai gáy. Chế độ nhiệt hồng ngoại giúp làm ấm vị trí massage, giúp các mạch máu giãn nở, thúc đẩy tuần hoàn máu diễn ra tốt hơn. Chế độ rung gồm 8 con rung giúp giảm căng cơ. Dùng lâu thì những con lăn nó tạo cảm giác nhiệt giữ ấm cho cơ thể nhưng mà không tạo ra mồ hôi. Mình cảm thấy rất là hài lòng với cái sản phẩm này. Thiết kế theo đường cong chữ S ôm trọn cuộc sống, giảm áp lực lên cuộc sống, giảm đau vùng thắt lưng. Bảng điều khiển thông minh, nhỏ gọn, dễ dàng điều chỉnh. Massage thư giãn ngay tại nhà mà không phải đi đâu xa. Sản phẩm được đánh giá tích cực từ khách hàng. Gối massage Tayako bảo hành lên tới 1 năm, 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Ưu đãi nhanh tay chờ 50 khách hàng đầu tiên. Gọi ngay thông tin số điện thoại bên dưới video này để sở hữu ngay cả nhà nhé.